Xin chào các bạn đã quay trở lại với cửa hàng xe máy Honda Bình Minh 1 ở Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Các bạn nào có nhu cầu mua xe thì nhớ là liên hệ với Linh qua số là 0987162438 nhé. Trong cái video ngày hôm nay ấy, thì Linh sẽ cập nhật giá xe Honda cho các bạn tham khảo, đặc biệt là các dòng xe ga. Thì hôm nay thì Linh đang ở kho xe cửa hàng xe máy bên Linh ấy. Thì các bạn có thể thấy là Honda Vision hiện tại đang là mẫu xe tay ga bán chạy nhất ở trên thị trường. Và cửa hàng bên Linh thì luôn sẵn đủ các phiên bản và màu sắc để cho các bạn lựa chọn nhé. Và trước mặt các bạn có thể thấy là cái phiên bản mà bán chạy nhất 2 năm nay đó chính là Honda Vision phiên bản thể thao màu xám xi măng. Thì cửa hàng bên Linh rất nhiều xe nhé các bạn. Thì cái bản là xám xi măng và thể thao nó đang là cái bản mà có mức giá cao nhất, với cái bánh phía trước là 16 inch cũng như là chiều cao thì nó cao hơn các phiên bản còn lại. Và hiện tại thì mức giá bán nó dao động khoảng tầm ngoài 37 triệu đồng cho phiên bản thể thao. Và thể thao này thì chúng ta ngoài màu xám này ra thì nó sẽ có thêm cả là màu đen nhám nữa. Và ngoài ra ấy, một cái phiên bản nữa mà bánh to cũng giống như phiên bản thể thao, đó chính là phiên bản cổ điển. Thì ở đây chúng ta có phiên bản cổ điển này, một cái màu sắc rất là mới này, trông rất là lạ này, sơn nhám bóng nhìn rất là đẹp nhá. Thì cái phiên bản là cổ điển hiện tại mức giá bán cũng khoảng tầm là hơn 37 triệu đồng một chút thôi. Linh quay thêm cho các bạn hai màu trên dáng cao nữa, đó là Honda Vision phiên bản màu vàng và phiên bản màu đen nhám. Ở đây là phiên bản dáng cao, đều có mức giá khoảng tầm ngoài 37 triệu đồng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có các phiên bản là dáng kiểu dáng thấp hơn một chút, đó chính là Honda Vision màu xanh và Honda Vision màu đỏ màu trắng. Ở đây thì màu đỏ màu trắng nó sẽ là phiên bản cao cấp. Thì nhiều bạn đang thắc mắc là không biết rằng phiên bản cao cấp với các phiên bản thể thao đặc biệt hay là cổ điển nó khác nhau như thế nào. Thì ba cái màu sắc ở đây nó là phiên bản cao cấp và phiên bản đặc biệt. Về tính năng mọi cái nó sẽ hoàn toàn giống nhau, chỉ khác nhau về màu sắc. Và nó sẽ có cái dáng xe thấp hơn so với phiên bản thể thao và phiên bản cổ điển. Với Honda Vision phiên bản màu đỏ và màu trắng sẽ có mức giá khoảng tầm là gần 33 triệu đồng. Còn với màu sơn nhám, màu xanh nhám ở đây thì nó sẽ có mức giá bán dao động cho các bạn là khoảng tầm hơn 34 triệu đồng nha. Như vậy thì các bạn thể thấy là Honda Vision hiện tại mức giá bán đang rất là tốt. Và ngoài các phiên bản mà Linh vừa giới thiệu ra ấy, thì mẫu xe Honda Vision nó còn có một phiên bản tiêu chuẩn sử dụng khóa chìa màu đen bóng á, mức giá bán khoảng tầm hơn 31 triệu đồng. Như vậy là Honda Vision có tới 5 phiên bản ạ. Giá dao động từ 31 cho đến khoảng ngoài 37 triệu đồng nhá. Thì bạn quan tâm đến Honda Vision phiên bản nào cụ thể chi tiết hơn, hoặc là bạn có nhu cầu mua xe trả góp mà cần được Linh tư vấn hoặc là nhận những cái ưu đãi trả góp lãi suất thấp nhất, thì các bạn nhớ là liên hệ với Linh nhá, số là 0987162438 ạ. Bạn nào mua trả góp thì cứ đủ 18 tuổi trở lên là có thể mua trả góp, và chỉ cần căn cước công dân là các bạn đã có thể mua rồi nhá. Rồi bây giờ Linh sẽ báo giá thêm các dòng xe cho bạn tham khảo thêm. Tiếp theo đây thì Linh sẽ báo giá dòng xe Honda Lead. Chị em phụ nữ mà khi mua xe ấy, thì chúng ta thường nghĩ ngay đến là dòng xe Honda Lead đúng không ạ? Bởi vì chiếc xe này có một cái chiếc cốp để đồ rất là rộng. Mẫu xe Honda Lead thì chúng ta cũng có 3 phiên bản được các bạn lựa chọn, đó là phiên bản tiêu chuẩn, cao cấp, đặc biệt. Phiên bản tiêu chuẩn thì sẽ có duy nhất một màu đây, đó chính là màu đỏ, màu trắng mọi người nhé. Đây, phiên bản tiêu chuẩn một màu duy nhất là màu trắng này. Màu này mà bạn nào mà mệnh kim thì lấy màu trắng này rất là đẹp. Chiếc xe này thì với cái chiều cao yên khoảng tầm là 760 mm thì chiếc xe này nó khá là phù hợp với vóc dáng của người Việt Nam. Và với cái bản tiêu chuẩn ấy thì nó cái bóng phía trước này nó sẽ là bóng halogen, còn bản cao cấp đặc biệt sẽ là bóng led. Và ngoài ra thì cái bản tiêu chuẩn này vẫn được trang bị khóa thông minh Smart Key nha mọi người. Chỉ có điều là nó sẽ không có tính năng báo động chống trộm thôi, vẫn là khóa thông minh giống như dòng xe Honda Vision luôn. Ngoài ra thì bản này sẽ không được trang bị cổng sạc điện thoại giống như hai bản kia nhá. Thì mức giá bán với cái bản tiêu chuẩn này ấy, nó sẽ dao động cho các bạn là khoảng tầm ngoài 38 triệu đồng cho Honda Lead phiên bản tiêu chuẩn màu trắng ở đây. Còn với các màu tiếp theo đó là màu cao cấp, bản cao cấp thì chúng ta sẽ có hai màu. Một là màu đỏ này, hoặc là có thêm màu xanh nữa, thì lát nữa Linh quay thêm màu xanh cho các bạn nhé. Thì với cái bản cao cấp màu đỏ màu xanh ở đây, như Linh nói là đều trang bị đầy đủ khóa thông minh Smart Key, có tính năng báo động chống trộm này, hay là đèn led, cổng sạc điện thoại đầy đủ hết luôn này. Thì bản cao cấp sẽ có mức giá khoảng tầm là 41 triệu đồng cho Honda Lead phiên bản cao cấp nhá. Còn bản đặc biệt ở đây thì Linh đang có hai màu trên phiên bản đặc biệt, đó là màu bạc và màu đen. Thì các bạn cũng quan tâm là không biết bản đặc biệt khác với bản tiêu chuẩn cao cấp ở điểm gì, thì nó sẽ khác nhau là cái màu sơn, sơn nhám nhá. Nếu như bản cao cấp hai màu đỏ xanh là sơn bóng, thì bản đặc biệt sẽ là sơn sần, sơn nhám. Và mức giá bán sẽ chênh hơn một chút, khoảng tầm là 42 triệu đồng cho Honda Lead nhá. Như vậy là với Honda Lead thì chúng ta sẽ có là gì? 3 phiên bản cùng với 5 màu sắc khác nhau, mức giá bán dao động từ hơn 38 triệu đồng cho tới 42 triệu đồng. Quay thêm màu xanh để cho các bạn có thể là quan sát hơn màu xanh nhá. Màu xanh này thì là màu xanh than mọi người ạ, màu xanh đậm đấy ạ.
một màu sắc cũng rất là bền màu trên dòng xe Honda Lead, và mức giá bán khoảng tầm gần 41 triệu đồng cho màu xanh. Rồi tiếp theo đây thì Linh sẽ báo giá một số dòng xe nữa. Đây Linh có Honda Lead này. Honda Blade thì chúng ta có bản màu xanh, màu đỏ và màu đen. Thì với màu đen nhám ở đây sẽ có mức giá tầm khoảng 44 triệu đồng. Còn các màu như là xanh, màu đỏ thì có mức giá bán sẽ dao động khoảng tầm hơn 41 triệu đồng cho Honda Lead phiên bản là 125 phân khối nha các bạn. Dòng xe Lead thì nó còn có các phiên bản 160 nữa cơ. Rồi bây giờ Linh sẽ báo giá là Vario đi. Ở đây thì Linh đang có là gì? Một chiếc xe máy Honda Vario 160 đây. Bản này là bản 160 phân khối luôn các bạn nhá. Thì Vario nó có các bản được trang bị phanh CBS hoặc là ABS. Thì chiếc màu xanh mà Linh đang có tại cửa hàng bên Linh sẽ là bản phanh CBS. Mức giá bán cực kỳ hấp dẫn các bạn, chỉ khoảng tầm hơn 40 triệu đồng thôi nhá, là các bạn có thể sở hữu một chiếc xe Honda Vario với khối động cơ là 160 phân khối, rất là mạnh mẽ luôn. Và những cái trang bị, những cái công nghệ tân tiến mới nhất của Honda Việt Nam thì đều được trang bị trên mẫu xe này. Vì vậy là nếu như bạn nào mà mình yêu thích một cái sự nổi bật này, cá tính hơn, thì các bạn có thể lựa chọn cái dòng xe Honda Vario 160 phân khối của Honda Việt Nam đang bán chỉ hơn 40 triệu đồng thôi. Ngoài ra ấy, thì Vario nó còn có các bản 125 phân khối nữa. Thì bạn nào mà muốn tham khảo thêm ấy, thì các bạn có thể là liên hệ qua Linh nhá. Rồi tiếp theo đây thì Linh sẽ báo giá cho các bạn đây. LED đang báo giá dòng xe LED đúng không ạ? Thì chúng ta có LED 125 màu đỏ và màu xanh. Thì với Honda LED 125 màu đỏ màu xanh ấy, mức giá bán tầm 41 triệu đồng hai màu sắc nhá. Sẽ pha giữa tông màu đỏ đen và xanh đen, hai màu sắc rất là đẹp của dòng xe Honda LED. Giá Linh báo các dòng xe thì đều là giá nguyên xe các bạn nhé, chưa bao gồm phí đăng ký biển số. Ngoài ra các bạn có nhu cầu dàn lắp thêm phụ kiện gì thì sẽ tính thêm tiền. Rồi bây giờ thì Linh sẽ báo giá dòng xe Honda SH1 mọi người ạ. SH1 thì như các bạn biết là Honda Việt Nam giới thiệu nó sẽ có các phiên bản là được trang bị phanh CBS hoặc là các phiên bản được trang bị phanh ABS nhé. Thì đây Linh đang có ở đây là chiếc xe SH1 phiên bản phanh CBS. Bản CBS thì ngoài màu đỏ ra thì nó còn có thêm là màu trắng với cả là màu xanh nữa. Thì lát nữa Linh sẽ quay thêm màu trắng và ngồi thử SH1 cho các bạn xem là SH1 nó có cao hơn dòng xe Honda Lead nhiều không nhá. Còn với bản ABS thì chúng ta sẽ có các màu ví dụ như là màu đỏ đen này, màu xám đen, bạc đen và màu đen nhám. Thì ở đây SH1 màu phanh CBS nhá. Linh báo giá CBS trước, mức giá bán khoảng tầm là hơn 58 triệu đồng. Còn với ABS thì sẽ có mức giá bán dao động cho các bạn là khoảng từ ngoài 62 triệu đồng cho đến khoảng tầm là ngoài 65 triệu đồng một chút mọi người ạ. Tùy theo màu sắc các bạn lựa chọn. Ví dụ các bạn lựa chọn màu xám xi măng thì nó khoảng tầm hơn 64 triệu đồng. Hay là các bạn lựa chọn sang màu đen nhám hoặc màu bạc nhám đây, thì nó khoảng tầm là ngoài 65 triệu đồng. Đấy là mẫu xe Honda SH1. Còn các bạn có thể thấy là gì? Cái dòng xe Honda SHI ấy, thì các bạn nhìn này, kho xe Bê Linh đang cực kỳ nhiều dòng xe Honda SHI, tất cả các phiên bản 125 hay là 160 phân phối hiện tại Bê Linh đầy đủ các phiên bản màu sắc để cho các bạn lựa chọn nhá. Thì SH125 CBS ạ, thì chúng ta sẽ có các màu ví dụ như là màu màu đen nhám ở đây, màu đen bóng nhá. SH125 CBS chúng ta sẽ có các màu như là đen bóng này, ngoài màu đen bóng này ra ấy, thì chúng ta sẽ có các màu như là màu trắng này, màu trắng hoặc là màu đỏ nữa, sẽ có thêm là màu trắng màu đỏ nữa. Thì với cái bản SH125 CBS, mức giá bán hiện tại so với thời điểm các năm thì năm nay giá SH cực kỳ tốt luôn. Chỉ khoảng tầm là hơn 74, gần 75 triệu đồng là các bạn có thể sở hữu ngay cho mình một chiếc xe Honda SH phiên bản 125 phân khối á. Còn nếu bạn nào mà muốn lấy bản A phanh ABS nhé, 125 ABS, thì giá bán nó khoảng tầm là ngoài 82 triệu đồng, ngoài 83 triệu đồng. Tùy vào là các bạn lựa sang màu sắc nào. Bản ABS thì chúng ta sẽ có các màu như là màu trắng đen này, màu trắng đen này, màu xám đen này, hoặc là màu đỏ đen nữa mọi người nhá. Các phiên bản ABS thì hầu hết là nó sẽ là các màu được pha như này, pha giữa hai tông màu ví dụ như là màu trắng với màu đen ở đây, hoặc là màu đỏ với màu đen. Ngoài ra thì có đen nhám hoặc là nó pha với màu như là màu xám đen ở đây. Đấy, các bạn có thể quan sát kỹ hơn về dòng xe Honda SH nhá. Thì hiện tại SH chúng ta còn có các bản 160 phân khối nữa. Với SH 160 phân khối ấy thì nó giống hệt bản 125, nó chỉ khác nhau về phân khối thôi. SH160 á, bản CBS mức giá bán sẽ khoảng tầm là 92 triệu 500. Còn các bản ABS dao động giá từ 102 triệu đồng cho đến 104 triệu đồng. Nếu mà bạn nào mà quan tâm đến dòng xe SH, đặc biệt là mọi năm ấy, thì các bạn biết là năm nay SH so với thời điểm các mọi năm ấy thì nó đang thấp hơn khoảng tầm là
7 đến 8 triệu đồng, mức giá bán cực kỳ hấp dẫn. Nên là bạn nào có nhu cầu mua SH nhé, thì thời điểm này là thời điểm vô cùng hợp lý để bạn lựa chọn mua xe. Và nhớ là liên hệ với Linh qua số là 0987162438 nhé. Bạn nào mua trả góp, dòng xe này trả trước khoảng tầm 25 đến 30 triệu đồng là có thể mua trả góp. Thủ tục thì chỉ cần có căn cước công dân là đã có thể mua trả góp rồi nhé. Và đừng quên là gì, liên hệ với Linh qua số là 0987162438 thì các bạn có thể là tham khảo các dòng xe Honda SH cũng như là tất cả các dòng xe tại cửa hàng xe máy bên Linh nhé.